do sắc vóc năm ứng viên nổi trội trước đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2023. Chỉ còn hơn một tháng nữa, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 sẽ chính thức bước vào vòng chung kết. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã hé lộ nhiều ứng viên triển vọng. Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 được Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức với mục đích tìm kiếm, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tài sắc, trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, yêu chuộng hòa bình. Sân chơi dành cho nữ công dân Việt Nam từ 25 tuổi đến 45 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa. Đã lập gia đình hoặc đã ly hôn, hoặc là mẹ đơn thân, chưa đăng ký kết hôn, sở hữu chiều cao từ 1,57m trở lên. Cuộc thi chấp nhận cả thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đến thời điểm này, cuộc thi đã chọn ra được 50 gương mặt ưu tú bước vào đêm chung kết. Đương kim Miss Grand International, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế Phan Kim Oanh, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2023 cho biết, ban tổ chức cùng hội đồng giám khảo đã làm việc rất kỹ lưỡng, cẩn trọng, tìm hiểu rõ mọi thông tin về lý lịch cũng như đạo đức của các thí sinh ngay từ vòng sơ khảo để chọn ra những người tài sắc vẹn toàn. Trong đó, nổi bật là người đẹp Ngô Thị Ngọc đến từ Hòa Bình. Cô sinh năm 1981 và hiện đang là nữ doanh nhân nổi tiếng thành đạt tại quê nhà. Ngô Thị Ngọc sở hữu làn da trắng và gương mặt khả ái. Cô bày tỏ, đây là lần đầu tiên thử sức với cuộc thi nhan sắc nên cảm giác khá hồi hộp. Tuy nhiên, từ khi cuộc thi phát động từ tháng 4 đến giờ, Ngô Thị Ngọc đã có 3 tháng trau dồi thêm kiến thức, cũng như các màn trình diễn năng khiếu. Catwalk cho đêm chung kết tới đây. Đại diện nhan sắc Hòa Bình cho biết, nếu may mắn giành được ngôi vị cao nhất, cô sẽ dốc sức quảng bá du lịch tỉnh Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cô cũng mong mình sẽ có thêm nhiều điều kiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó là thí sinh Vũ Phương Thảo sinh năm 1993 đến từ Bạc Liêu. Hiện cô đang làm cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Vũ Phương Thảo sở hữu chiều cao lý tưởng 1,68m với số đo 3 vòng gợi cảm. Một gương mặt khác là nữ giáo viên dạy yoga Nguyễn Thị Bạch sinh năm 1985 đến từ Hà Nội. Nguyễn Thị Bạch vốn là giáo viên dạy yoga nhiều năm nên thân hình của cô rất săn chắc, cân đối và cô luôn tràn đầy năng lượng. Đến với cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam lần này, cô mong muốn truyền tải thông điệp yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, trong dàn thí sinh được ban tổ chức hé lộ còn có dược sĩ đến từ Hải Phòng, Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1989. Đến với cuộc thi, Tuyết Nhung tự tin mình sẽ thể hiện tốt được bản thân, trong đó, cô tự tin về năng khiếu có thể ca hát và trình diễn các điệu nhảy không thua kém vũ công. Cuối cùng là thí sinh Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1988 đến từ Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp. Chia sẻ lý do đến với cuộc thi, Nguyễn Thị Hà cho biết bản thân là người khá nhút nhát, thậm chí luôn thiếu tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Chính vì thế, đến với cuộc thi cô muốn vượt qua chính bản thân mình và viết thêm câu chuyện rực rỡ của người phụ nữ đã bước qua tuổi 35. Theo kế hoạch, đêm chung kết Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ diễn ra ngày 30 tháng 8 tới đây. Thí sinh giải ngôi vị cao nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra tại Myanmar.